học tập, nâng cao trình độ luôn là nhu cầu cần thiết của mỗi con người. Để phục vụ nhu cầu bạn đọc, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập hai thư quán cung cấp học liệu tọa lạc tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3 và 371 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp. Thư quán trưng bày đầy đủ các loại sách của các khoa như ban cơ bản, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, luật, kế toán kiểm toán, kinh tế và quản lý công, ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, xây dựng, xã hội học, công tác xã hội Đông Nam Á. Trong năm 2018, có khoảng 150.064 quyển học liệu được cung cấp cho sinh viên theo hệ đào tạo từ xa, vừa học vừa làm, trực tuyến. Với tiêu chí lấy người học làm trung tâm, học liệu được các giảng viên biên soạn gắn liền với chương trình đào tạo, dễ học, dễ hiểu, mang tính ứng dụng cao, nhằm mục đích giúp cho sinh viên có thể nâng cao khả năng tự học. Hãy đến với thư quán học liệu của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh để được giảm 35% giá bán học liệu, free ship với đơn hàng từ 500.000 đồng trở lên. Hoặc bạn có thể truy cập trang web www.thuquan.ou.edu.vn để mua học liệu. Để có sách hay, cần chung tay bảo vệ các quyền.